Ngày 30 tháng 4. Tỉnh dậy. Tỉnh dậy ơi Bình ơi. Tỉnh dậy mà sếp cả một trường cờ xấu không ơi. Sếp tới mỗi mình đã vào tới nỗi luôn. Tiếng súng đã ngừng giãn lên xào quyết của quân thù. Kìa, sao mày giọng lặng yên trong chiếc giọng dù không nói. Bình ơi, tao muốn nghe mày nói. Nói những đêm nào hai đứa mình vẫn thường gọi tên nhiều.
như vậy thì cái phần thi của mình nó lại mất tập trung đúng không? Rồi một cái lưu ý nữa là bạn phô dây mà chú ý là phô sau một cái lái, tức là bốn nhịp bạn hay phô cao, cho nên là cực kỳ chú ý, hay là bạn mới vừa dứt câu đó là bạn bị phô đó, cho nên là phải lưu ý ha. Còn cơ bản thì cái giọng bạn là nó thuộc sở hữu một giọng khá khỏe, cho nên là rèn luyện thêm sẽ tốt. Chúc mừng bạn.